Phật dạy về giấc mơ, đừng xem thường cõi mộng, giải mã về giấc mơ dữ và lành. Ai trong chúng ta mà chưa từng mơ, có những giấc mơ đáng sợ và giấc mơ đẹp. Nghe Phật dạy về giấc mơ để hiểu rõ hơn nhé. Triết lý Phật giáo về giấc mơ. Giấc mơ là hiện tượng do tâm thức tạo ra và chúng là những hoạt động của tâm. Tất cả mọi người đều mơ, mặc dù một vài người trong số họ không thể nhớ. Phật dạy về giấc mơ nói rằng mọi thứ trên đời đều huyền ảo như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, không bền lâu, vĩnh hằng. Chính điều này đã hình thành nên tư duy mộng ảo. Xem cuộc đời như giấc mộng thoáng qua, mộng là những hình ảnh hiện lên trong khi ngủ, ảo là cái không thực, kín đáo, không lộ diện trực tiếp, hư hoặc, đánh lừa cảm giác con người, chỉ sự không có thực, hư ảo của thế gian. Đôi khi có những giấc mơ là tốt, nhưng đôi khi cũng có những giấc mơ là xấu. Khi chúng ta gặp mộng lành, chúng ta cảm thấy hài lòng và vui vẻ, nghĩ rằng sẽ có những lợi lạc. Nhưng khi chúng ta gặp ác mộng, chúng ta cảm thấy không hài lòng và không vui vẻ, nghĩ rằng tai họa sẽ xảy ra. Tất cả mọi người trên thế gian này đều là những con người mơ mộng, và họ nhìn thấy thế gian này là thường hằng, bất biến, song những gì xét cơ bản đều là vô thường. Chỉ có những ai thức tỉnh và giác ngộ như chư Phật và chư vị Bồ Tát mới chứng được thực tại. Giấc mơ có ảnh hưởng đến số mệnh con người. Tôi nghĩ rằng mọi người đều rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để có thể kết thúc cuộc sống của mình một cách tốt đẹp ở kiếp này. Trên đời này có những người bẩm sinh đã may mắn, hạnh phúc hoặc mạnh mẽ, nhưng có những người thực sự rất khổ cực, tâm lý yếu đuối nên hay nghĩ quẩn, muốn kết thúc cuộc sống nhưng còn nhiều nỗi sợ. Dưới góc nhìn Phật giáo, người tự tử là người có tội giết người, mặc dù mình tự sát vẫn có tội như giết người khác. Thậm chí, tội giết mình còn nặng hơn tội giết người khác. Nói cách khác, tự tử là phạm tội sát sinh, tội nặng nhất trong tội sát sinh. Nếu bạn không tu luyện tốt, làm sao bạn có thể có một kết cục tốt? Khi bạn ngủ và mơ, bạn có thể niệm Phật liên tục để thoát khỏi cảnh khổ của cuộc sống và để sau này có được kết thúc tốt đẹp, chứ đừng làm chuyện dại dột kết thúc cuộc đời. Tất cả mọi người trên thế gian này đều là những con người mơ mộng, và họ nhìn thấy thế gian này là thường hằng, bất biến, song những gì xét cơ bản đều là vô thường. Phật dạy về số phận nói nếu cuộc sống thực tại khó khăn, số bạn vất vả quá thì nên niệm Phật thường xuyên, ngay cả trong giấc mơ. Phật ở trong tâm chứ không ở đâu xa, đó là liều thuốc tốt nhất xoa dịu tâm hồn bạn. Giấc mơ và một cái chết tốt có liên quan mật thiết với nhau. Phật giáo nói với chúng ta, muốn đạt được giải thoát sớm hơn hoặc được vãng sanh về cõi tịnh độ của chư Phật và chư Bồ Tát, mỗi sáng thức dậy, bạn nên quán chiếu lại giấc mơ đêm trước. Giả sử đêm qua bạn có một giấc mơ lộn xộn, buồn và khóc như thể mất cha mẹ vào sáng nay, sau đó hãy tự đánh thức bản thân mình, thành tâm sám hối và phát nguyện, làm việc chăm chỉ hơn. Làm điều này hàng ngày, quá trình rèn luyện tinh thần của bạn chắc chắn sẽ nhanh chóng được cải thiện. Nguyên nhân của bốn giấc mơ theo Phật giáo, giấc mơ đại họa, giấc mơ này là do sự điều chỉnh sai các chức năng của cơ thể khiến ta có những giấc mơ xấu và đáng sợ, như là hụt chân, rơi từ trên cao, bay lơ lửng trong không gian, bị đuổi bởi các con vật đáng sợ như voi, ngựa, sư tử, báo, cọp và dã thú đáng sợ, hoặc những kẻ cướp. Loại giấc mơ do các nguyên tố rối loạn không thể là thật, cũng không thể là những sự kiện nằm mơ sẽ xảy ra trong tương lai, nên đừng quá lo lắng. Những giấc mơ này không làm ảnh hưởng tới bạn sau này, đó là những giấc mơ hão huyền, viễn vông, giấc mơ thấy trước. Đây là giấc mơ của việc nghỉ ban ngày, đêm nằm mơ, bởi vì trước đây bạn đã nhìn thấy một số sự vật, hiện tượng nào đó và để lại ấn tượng sâu sắc nên bây giờ nằm mơ. Nhiều người không hề nhớ trước đây mình đã thấy điều đó, não vô tình ghi lại rồi sinh ra giấc mơ, cho nên giấc mơ này cũng là giả dối, viễn vông. Những loại giấc mơ này chỉ là sự nhớ lại những kinh nghiệm quá khứ và sẽ không xảy ra nữa. Do đó, chúng không thể trở thành hiện thực, giấc mơ của trời. Các vị thần hiển thị những giấc mơ tốt lành cho những người làm điều tốt, để người ấy tiếp tục làm điều tốt. Nếu bạn mơ thấy mình đang làm việc tốt và được báo ơn thì bạn là người lương thiện, được trời Phật phù hộ, khuyến khích bạn làm việc tốt. Nếu thấy những giấc mơ đáng sợ, trong mơ bạn làm kẻ bất lương và bị báo oán thì đó chính là giấc mơ mà các vị thần đem đến để ngăn cản bạn làm điều ác trong tương lai. Giấc mơ này là có thật, giấc mơ nhân quả, đây là những giấc mơ về công lao và tội lỗi trong quá khứ của con người. Ví dụ, những người có vận số tốt thường mơ thấy may mắn và hành động tốt, người có tội thường mơ thấy những điều khủng khiếp và tồi tệ. Nằm mơ thấy mình đang lễ Phật, tụng kinh, giữ giới,
Làm từ thiện cũng là một giấc mơ tốt, nằm mơ thấy những điều may mắn và hành động tốt rất tốt cho việc tu dưỡng đạo đức của chúng ta. Loại giấc mơ này chắc chắn sẽ cho những quả lành do những phước thuộc thiện nghiệp và nhất định sẽ có những ảnh hưởng xấu do những tội thuộc bất thiện nghiệp. Do đó, những giấc mơ báo trước nhân quả sẽ là thật và xảy ra trong tương lai, đừng đánh giá thấp giấc mơ. Lời Phật dạy quan niệm có ba loại giấc mơ là thiện, ác, vô thiện vô ác. Cái gọi là giấc mơ hỗn loạn nó ám chỉ những giấc mơ sai lầm, viển vông, không có lợi cho việc tu dưỡng đạo đức của chúng ta. Đừng đánh giá thấp giấc mơ bởi vì cảm giác trong mơ rất thực, nó chỉ trước cho ta cần làm gì để tu dưỡng đạo đức, thoát được tai họa. Mơ thấy mình thờ Phật, nghe kinh, giảng đạo, cứu người là thuộc về phúc đức, nằm mơ thấy giết người, trộm cắp, nói dối và nói dối là điềm dữ. Nằm mơ thấy củi, gạo, dầu và muối, đi thăm các cửa hàng bách hóa, hoặc đến công viên để vui chơi là điều không tốt cũng không phải là điều xấu. Nằm mơ thấy mình làm việc ác có nghĩa là việc tu hành của chúng ta không tốt, chúng ta nên sám hối và nỗ lực làm việc thiện. Trong giấc mơ thấy trộm cắp và tà dâm không tính là phạm giới. Nhân tiện đây có một điểm cần lưu ý, nằm mơ thấy ác nghiệp, do tâm nghiệp thù thắng suy yếu nên không cảm nhận được quả báo. Bởi vì mộng là hư không vô thực. Trong mộng, chúng sinh bị ta xâm phạm, chúng ta làm điều sai trái thì chúng ta không hề sai. Miễn sao sống ở ngoài đời thực không có ý vi phạm giới luật và làm điều ác là được. Chính vì mầm mống của cái ác và thói quen trong tâm thức quá mạnh, không kiểm soát được nên mới gặp ác mộng. Cái gọi là giấc mơ hỗn loạn ở đây ám chỉ những giấc mơ về những việc xấu xa và trần tục,